Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây thì mình có lập một group The Run City ở Facebook, đó là nhóm thợ săn Run City Quân Torico, là nơi giao lưu kết bạn và học hỏi kinh nghiệm giữa các game thủ Run City cũng như đón chờ những điều thú vị từ sự kiện mới. Hãy đọc kỹ các quy tắc nếu như các bạn muốn trở thành thành viên của nhóm nhé. Link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn thành công. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là trong series Run City và xin chúc bạn một ngày thật tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, ok, thì nói chung là chúng ta vừa mới kết thúc video vừa nãy là chúng ta đã có thể là nhận được code rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý làm sao với lại một đống trứng vàng ở trên đây đó các bạn. Trời ơi, mình cứ tưởng tượng tới cảnh mà cái nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ ấp trứng á. Thì mình cho nguyên dàn này mình ấp ra là mới tới một cái là điểm mình là bay như mây luôn các bạn. Nhưng mà tiếc là nhiệm vụ sau là nhiệm vụ lai rồng. Mà nhiệm vụ lai rồng thì chúng ta có để ở đây cũng như không đó các bạn, kiểu như người ta phải nhường cái chỗ ấp ra. Thì thôi, nay mình xử lý 4 quả trứng màu vàng vàng nữa nha các bạn. Nói chung thì mình chỉ muốn là có cái nhiệm vụ mà ấp trứng để mình đặt ra điểm mình nó bay tới đâu thôi. Chắc chắn khẳng định với các bạn là trên 10k. Ok, nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ giờ chúng ta sẽ xử lý nha. Còn cái quả trứng này với lại bên kia thì tạm thời mình sẽ để như vậy. Mình sẽ làm một video hướng dẫn các bạn là cách chúng ta like rồng Terraformer, đây là xu hướng trong thời đại mới mà. Rồi, Super Sonic, anh quyết định anh ở đâu. Từ từ rồi các anh cũng sẽ được trở thành nguyên liệu phân tách để mà kết hợp. Các anh sẽ được dung hợp ý chí sức mạnh lại vào trở thành một và rất là bá hơn bình thường. Gọi là có sao thì ngon hơn bình thường quá các bạn. Đó, vào đây. Rồi, anh đi đâu? Rồi, sao mà nhìn không đi đâu mà cứ nhìn mình thế này. Ok, và một quả trứng nữa nha. Hết chỗ luôn mà. Kỳ dở. Đây đây, vào đây đi. Có hẻm đất. Tạm thời cho chơi với lại ở bên đây các bạn. Mỗi người một nơi, mỗi người một phương trời. Đây thì quả trứng metal của ta trên đây nhưng mà lâu rồi chưa được đặt ra nè. Đó, xong một cái rồng Super Sonic rồi nè. Thì chúng ta tiếp tục là phân tách thôi các bạn. Nói chung là thời gian mà chúng ta phân tách cũng rất là lâu. Nhưng mình đã chọn rồi, mình đã chọn chú rồng Super Sonic rồi. 4 nè, 4 nha các bạn. 4 thì mình sẽ nâng lên là vẫn là 21 thôi. 21 hết luôn á. Trời ơi, Phoenix phát nè các bạn. Rồi, Empower thành công. Chú rồng Super Sonic đã lên được là một sao rồi đó. Ngon quá ha. Ok, nhưng mà đó chưa phải là tất cả các bạn, bởi vì chúng ta còn có thể nâng lên 2 sao và thậm chí là 3 sao được rồi. Thì mình like nhiều quá rồi đó các bạn. Các bạn thấy là 613, tất cả là mình like ra hết trơn đó. Rồi thêm 4 chú rồng ở dưới nữa, khẳng định là rất là nhiều. Nhưng mà các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ nâng cho chú rồng Destruction lên 5 sao trước nha, bởi vì nhiều bạn chúng ta chờ đợi chú rồng Destruction này ấy. Nhưng mà mình sao mà kỳ vậy? À đây, mình trend thì được trước. Nói chung là cái kèo này mà kèo thơm như vậy mà không hốt cũng uổng với các bạn. Vì ai đời mà đi lấy 6 mảnh Raifu, một trong chú rồng Vampyr thuộc top đầu, mà lại đổi với lại chú rồng Destruction. Thì nói chung là có lý do cả các bạn. Chứ mà mình đổi một lần thôi để mà kiểu như là mình muốn summon mà hoàn toàn là không dựa vào op các bạn. Đấy, không dựa vào cái Joker op bù thêm thì đành như vậy. Còn khuyến mãi chúng ta là lời thêm một op nữa các bạn. Trời ơi. Ok, thì mà bạn nào chơi cho mình thế nhỉ? Xem bạn nào may mắn chơi cho mình thế nhỉ? Bạn lọc tiếng đạt. Rồi, ok, bạn lọc tiếng đạt. Sao có nhiều bạn chơi ở đây mà không được nè. Rồi, nhiều bạn là cũng muốn là... Đấy các bạn thấy không? Nhiều bạn là ai cũng gọi là muốn gọi là đổi cho mình là mảnh Raifu nhưng mà đâu có được đâu. Trong khi mình lại lấy gọi là mảnh Raifu đi đổi với lại mảnh Destruction một lần nữa các bạn. Tại vì mình cần thì như vậy thôi. Nói chung là cái gì nó quý giá đến đâu nhưng mà không bằng cái mà chúng ta cần các bạn. Nó có ý nghĩa hơn nhiều đấy. Đây nè, cái này thì không được nè. Đây thì summon là summon những cái mảnh bình thường thôi. Trời ơi, sao mà dạo này mấy bạn là chúng ta là ít khi trend trong đây thế nhỉ?
nhiều cái kèo trend đấy, đấy các bạn, một cái kèo trend như vậy nè. Anh Dũng thì ảnh là một người mà cống hiến cho cái lan rất nhiều, mình cho ảnh một phát nha, cái để mà đỏ đỏ hoài, chúng ta nhìn cũng ngại các bạn. Rồi, cảm ơn anh Dũng nha đã đến với lại clan của em và gắn tem cho clan của em. Ok, thì đó là một cái sự tình cờ các bạn. Nói chung là anh Dũng không có xin mình hay là không có xin trước, cũng không có nói gì trước hết đó, mà anh Dũng xin vào. Mà trong cái lúc mà clan chúng ta là đang gọi là thiếu chỗ các bạn, mà ảnh thì gọi là nhìn vào cũng rất ấn tượng, là đệ tử mình là đạt đạt cho ảnh vào. Mà ai ngờ là đúng là một là cao nhân các bạn, một anh tài luôn. Rồi, bạn Minh thì cũng có xin, nhưng mà Minh thì như là mới vào clan chúng ta các bạn. Bạn tài đất nè. Rồi, bạn này mới vào luôn. Mình sẽ kể cho các bạn những bạn mới vào như thế nào. Đổi dùm mình đi. Rồi, hai bạn này là các bạn thấy gì đây không? Đó, các bạn thấy gì không? Đây là kèo đổi rifle các bạn. Và thực ra thì hai người bạn đồng hành với nhau. Cho nên có lẽ là giao dịch đổi hay là cho hay là gì đó cũng không rõ, nhưng mà cũng là nằm ở cái tầm nha các bạn. Đây là hai người bạn đồng hành với nhau, sẽ kể về hai người bạn này sau. Trời ơi, đổi lại thế, bình thường mà có mảnh orbit này chứ. Có mảnh thì cũng không đổi nha, tại vì ở đây á là hai người là đang kèo đổi cho nhau, cho nên chúng ta không có nên xen vào. Chừng nào mà kiểu như là trend đổi mà đổi cho cả clan ấy thì lúc đó chúng ta gọi là có thì chúng ta đổi thôi, chứ còn mà hai người đang đổi với nhau như vậy, kiểu đang giao dịch giữa hai bên đó các bạn, và chúng ta xen vào thì kiểu như là chúng ta đang có một cái gì đó mà cưỡng chế đó các bạn, kiểu mà không có được hay cho lắm. Nhiều cái pha như vậy thì mình sẽ bảo là các bạn là chúng ta trả lại mảnh thôi, còn nếu mà gọi là được lòng thì giữ lại cũng được, nhưng mà lần sau rút kinh nghiệm là chúng ta là không nên như vậy các bạn. Ok, nhiều bạn mới vào chat, nhiều quá nhiều luôn á. Bạn Lộc Tiến Đạt cũng xin rifle nè, mà mình còn cái nịt các bạn. Rifle giờ mình cho là còn cái nịt thôi đó. Bạn Lộc Tiến Đạt thì trong clan được đợt vừa rồi các bạn là có gánh tim, thì thôi thưởng cho bạn ấy nha. Mình sẽ ghi công tâm nha các bạn, chứ mà ai mà mình cũng trend như vậy thì mình còn cái nịt thiệt sự các bạn. Là thưởng nè, thưởng cho bạn Lộc Tiến Đạt nha. Bạn Lộc Tiến Đạt. Ok à, mà mình có kẹo vui các bạn. Cái này vui lắm nè. Đây, mình sẽ ghi đây các bạn. Mình sẽ ghi đây là để mà kiểu mà vui vui các bạn. Đây nè. Ai sẽ ghi là ai à, Thôi kẹo này chưa đến lúc các bạn. Khi nào chúng ta sẽ áp dụng cái kẹo này sau, nhưng mà giờ tạm thời như vậy đi. Rồi, và mình sẽ giới thiệu các bạn những thành viên mới trong clan của mình và những người đã phải ra đi là những bạn nào. Nói chung đều là những bạn cả, tại vì có gắn bó với lại clan rồi, video của chúng ta cũng được nhắc đến nhiều, mà giờ không có cũng thiếu vắng các bạn. Thì đây, chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới, là chúng ta đi từ Lách Chết đi, nhiệm vụ trước đi. Bạn người Việt Nam thì bạn ấy là thường hay xung phong gánh tim, thì cũng xin được ghi nhận rất là nhiều các bạn. Bạn Lộc Tiến Đạt nè, rồi Bé Truy cũng đã trở thành một trụ cột gánh tem rất là xuất sắc. Và anh Dũng Macau thì chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Kể cả bạn Vũ Ngọc Vũ là bạn cuối cùng chúng ta vào cuối ngày, và thấy là gành được rương rồi, bạn ấy quyết định là xả game để mà lấy luôn cái rương 6 trong đợt này đó các bạn. Vậy là chúng ta đã có liên tục là 3 chiếc rương 6 rồi nha. Và Ngân Núc, bạn Ngân Núc thì điểm cũng cao. Thế đó là nick Collider, đây là nick chính của mình các bạn, thì lên 12. Tài đức thì 11, mình nick mình đây thì 10, và nick phụ của mình thì cũng là 10 luôn. Trường Hán Sâm đệ tử mình thì nick hơi nhỏ nên là chắc 9,6 được rồi. Huỳnh Phương 9,6, nick Quân Rico mới lập là 9,2 luôn, ghê ta. Rồi bạn Đức là bạn vào, nói chung là mình cũng giới thiệu bạn Đức rồi. Bạn Đức là em của bạn Ngân, thì bạn Ngân chúng ta gánh tem nhiều. Rồi bạn ấy được tặng cho một cái slot cho một bạn nào đó, thì bạn Ngân chọn bạn Đức. Rồi, và bạn Linh Việt Nam level 19 mới vào, hình như là có một ngày thôi mà lên được 7k6 luôn á. Trời ơi, vỗ tay các bạn. Thì bạn Linh Việt Nam là bạn ấy cũng là một trong những bạn gọi là fan của mình các bạn. Thì mình thấy bạn ấy ở trên là nhóm Facebook, bạn ấy lập clan, chung là lập clan fan, nhưng mà kiểu như là vẫn chưa có đủ là năng lực để mà gánh vác.
Thành ra mình lo cho bạn ấy, mình bảo là em có muốn vào Clan không, hiện tại thì cũng đang gọi là thiếu chỗ kiểu như vậy. Các bạn ưu tiên, các bạn ưu tiên cho những hành động tích cực mà mình thể quan sát được lâu, các bạn lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Rồi sau đó mình nói chung là nhắn tin và bạn ấy cũng đã trở thành thành viên mới của Clan chúng ta các bạn. Bạn Thùy Diệp thì nói chung là cũng là bạn cũ nè, rồi bạn Bisama, và đây thì chúng ta có thêm ba bạn mới nữa, đó là bạn Smart2K87, bạn này là bạn Trần Phát. Nói chung là xin vào Clan mình từ tháng 5 hay sao ấy, nói chung là tháng 9 hay là tháng 5 gì đó, hình như là mùng 5 tháng 9, nói chung là lâu lắm rồi. Bạn ấy bảo là thôi chắc là em không bao giờ được vào Clan của anh đâu. Mình đọc những dòng tin nhắn mà mình cảm thấy là xúc động vô cùng các bạn. Và mình suy nghĩ một người mà đã chờ chúng ta lâu như vậy rồi, đến lúc mà mình nhắn alo lại bạn ấy rep liền các bạn. Rep liền rồi mình hỏi là bây giờ em có muốn vào Clan không? Bạn ấy nhắn trả lời rất là, nói chung là một cách rất là dứt khoát các bạn, gọi là muốn đó, gọi là em muốn, em rất muốn luôn. Thì sau đó mình cũng cảm động trước cái sự chân thành của bạn ấy nên mình đã cho bạn ấy một vé vào trong Clan. Thì nói chung là nhiều bạn chúng ta xin vào thì mình đều có, mình nhắn là Clan của mình khó vào lắm, nhưng mà thực tế là đã có rất nhiều bạn từ trước đó xin vào rồi, cũng từ rất lâu rồi, nên nói chung là mình phải gọi là kiểm kiểm tra rồi. Kiểu như là nhiều bạn mà chúng ta có cảm tình, chúng ta ưu tiên, chúng ta thấy được cái sự cố gắng, thấy được cái sự kiên trì, chúng ta thấy được một cái tố chất nào đó thì mình mới gọi là có sự gọi là sắp xếp các bạn. Chứ còn mà mỗi lần mà các bạn xin vào là hầu như là Clan mình đều full hết rồi, mà nếu mà còn chỗ thì lại có nhiều bạn là chúng ta từ trước đó rồi, nên mình khuyên các bạn là chúng ta nên tìm một Clan khác phù hợp hơn. Và mình cũng giới thiệu cho các bạn là rất là nhiều Clan mà tốt, rất là ngon, và nói chung là rương xấu rất ok, chỉ cần chúng ta có năng lực chúng ta làm. Như là Clan của sư tỷ cự giải của mình nè, rồi Clan sư tỷ cự giải kết hợp với Clan bét cày chay nè, Clan của đệ tử mình là Dragon chấm lờ mao nè. Còn hiện tại thì Clan Run City 2 đang tạm ngừng đó các bạn, chuyển sang Run City 2 tạm ngừng rồi nha. Và Clan của nói chung là nhiều Clan mình giới thiệu như vậy đó. Ok, thì đó là bạn về bạn là Tun Cây, bạn ấy gọi là xin lỗi vì em không có đặt tên được, em chỉ đặt tên mặc định được thôi. Em muốn đổi tên lắm nhưng mà không được, mình bảo là không sao cả. Gọi là thôi thì cứ ráng vào, ráng làm. Và hai bạn mới vào nữa là bạn Minh và bạn Gandhi các bạn, Gandhi Leo Bách 2. Bạn Minh thì là một bạn mà cũng giống như là bạn Trừng Phát, bảo là em không có, em chắc là không có cơ hội vào với Lan Anh nữa rồi. Gọi là lâu lắm rồi. Thì mình mới gọi là thấy thì thấy vậy các bạn, nói chung là chưa có vội mà cho chỗ mà vào, nhưng mà đang thấy là bạn ấy kiểu như là đang gọi là chờ cái tin nhắn của chúng ta các bạn. Thì thôi mình bảo là nếu được thì cho bạn ấy vào, nói chung là nếu mà làm nhiệm vụ được thì cũng sẽ có thể là gắn bó với cái Lan thôi. Và bạn ấy thì nói gọi là xin một chuyện các bạn, bạn ấy xin là anh có thể nào còn slot không để mà cho một người bạn đồng hành với em từ lúc em mới chơi game đến đây vào chung. Mình suy nghĩ một hồi, hóa ra mình mà đồng ý cho bạn Minh vào rồi. Mà hiện tại thì nếu mà có thể huy động một chỗ thì mình vẫn huy động được các bạn, nếu mà không được thì mình trường hợp bất khả kháng thì mình phải chịu thôi. Nhưng là trường hợp mình có thể làm được, mình suy nghĩ một đôi bạn thân như vậy, một cái đôi bạn mà đồng hành mà đầy cái nhiều cái gì mà mình chia cắt, thì có bạn nào phải vào cái clan của mình là ước mơ của bạn Nhi. Là bạn Nhi thì đây bạn tên thật là bạn Minh nha, nhưng nick Facebook là tên Nhi đấy. Nhưng mà gọi là lựa chọn giữa việc là một người bạn đồng hành rất là lâu rồi. Thì thôi, nói chung là mình đã lỡ rồi, mình chơi tới các bạn, gọi là mình set up cho một cái chỗ cuối cùng thì để cho bạn Nhi mời bạn Gandhi Leo Bách vào. Mình mong là hai bạn có thể là trợ giúp nhau để mà làm nhiệm vụ, để cố gắng giống giống như kiểu là nếu như gọi là một bạn nào đó, gọi là một trong hai bạn mà chúng ta biểu hiện không tốt, rất có thể chúng ta phải nhường cái vị trí đó cho người khác, thì lúc đó tình bạn của chúng ta nói chung là cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Cho nên mình mong là cả hai bạn đều sẽ cố gắng làm nhiệm vụ, nếu như là muốn dừng lại thì chúng ta sẽ gọi là đi chung luôn, nói chung là đã đồng hành với nhau rồi nên ở trong clan chung với nhau thì nó sẽ gắn kết thêm gọi là tình đồng đội hơn nha, tình anh em hay là tình bạn bè gì đấy. Ok, và đó là giới thiệu về những thành viên mới trong clan mình, và chia buồn cho những bạn đã là không may mắn có thể là tiếp tục chặng đường của chúng ta. Thứ nhất là bạn Nguyễn Công, là bạn ấy nhắn với mình là anh ơi em mượn học rồi,
Ngày nào mà khi nào em có bắt lại em nhường cho em một cái slot được không? Thì lúc đó tính xong. Rồi hai bạn nữa là bạn Loan Hệ thì nick của bạn Đạt. Bạn Đạt chúng ta có nhiều công chuyện phải gánh tem quá, cho nên không có vào nick làm nhiệm vụ được. Cho nên bạn Đạt cũng bảo chúng ta là hãy kích con ra đi sư phụ. Rồi, rồi thêm hai chỗ nữa là một là của bạn bạn VN các bạn. Bạn VN thì đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều. Mình nói chung là cũng rất là lấy lòng tiếc và bạn đang DZ nữa. Tại vì hai bạn là hai ngày không thấy làm nhiệm vụ luôn, mình nghĩ là chắc là có sự cố gì đó rồi, chắc là nhiều khi không chơi trong một thời gian rồi. Nhưng mà thôi, cuộc sống là chúng ta gọi là chặng đường chúng ta là phải tiếp diễn, nói chung như vậy. Vì nếu mà clan của mình cảm thấy là dư sức rương sáu rồi thì mình cũng không có, mình cũng sẽ chờ tiếp chứ mình cũng sẽ không có vội vàng mà không phải vội vàng nữa mà mình cũng sẽ không có quyết định là mình kích ra đâu, ra đảo đâu. Nhưng mà tình hình là như vậy các bạn, chúng ta phải giúp cho clan có một cái niềm hy vọng để phất lên mới. Cho nên nếu như gọi là những bạn đó mà chúng ta có là ý vào lại các bạn thì mình vẫn sẽ là ưu tiên một cái slot. Kiểu như là khi nào có slot thì mình sẽ cho những bạn ấy vào, đặc biệt là bạn VN. Còn bạn Đăng hay là những bạn khác thì chúng ta tùy vào cái điểm cống hiến thôi. Nói chung là mình thì dựa vào cái điểm cống hiến là nhiều các bạn. Vào clan cống hiến nhiều, xây dựng nhiều, rồi chat nhiều, rồi xây dựng tình cảm nhiều thì ưu tiên nhiều. Nói chung là chúng ta rất là rõ ràng nha các bạn. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm công việc gì tiếp theo đây? Bây giờ chúng ta cũng kể chuyện rất nhiều về những thành viên mới trong clan, rồi những câu chuyện người đi, người ở lại. Mình nói chung là mình không biết là khi nào là sẽ có những người thành viên cốt cán chúng ta lại tiếp tục đi nữa. Nói chung là cuộc chia ly các bạn. Và phải chấp nhận thôi. Vì không có bữa tiệc nào cũng phải tàn. Mình thì sẽ cố gắng làm video các bạn lâu nhất có thể và còn chơi là còn làm. Còn làm được thì còn làm đấy các bạn. Chứ mà sau mình có bận câu chuyện gì quá hay là gì đó thì mình cũng không dám chắc nha. Nhưng mà các bạn chúng ta mình cố gắng trân trọng những khoảng thời gian mà mình có làm video chung với các bạn, có đồng hành chung với các bạn, thì các bạn xem nhiều, ủng hộ mình nhiều nha. Và có thể là chia sẻ cho những người bạn khác nữa. Nói chung là một thời đáng nhớ vậy đó. Rồi tất cả chúng ta sẽ còn lại là kỷ niệm ta nhớ về một thời hoành tráng. Thì đó, sao mình qua đây mà không thấy là có link nhận quà nè. Ok, chúng ta lại tiếp tục là vào lại Facebook thôi. Đây, Facebook và các bạn vào chung là trong video trước thì mình sẽ có để link rồi. Bạn vào Run City nè. Run City Việt Nam ạ. À, Run City thôi, Run City thôi. Đó, một cái trang lớn của Run City. Chung là trang chính thức và trang uy tín các bạn. Chung là những vấn đề gì mà trên đây đều là rồi, ok. Bấm vào đây. Rồi, vào lại game. Vào lại game cơ. Ok, vào lại game. Đó, phần quà gửi đến ta 20 off Lagan, 10 off Harris và một cái này, quả táo. Tùy vào, mình nghĩ là tùy vào cấp độ thì quả táo chiếc cây nhiều ít. Rồi, ok. Và giờ thì ở bên đây thì sao? Bên đây chúng ta, ui, thanh niên xong cái rồng này 2 sao rồi. Và đó không phải là vấn đề của chúng ta trong hôm nay, mà chúng ta gọi là sẽ up cho chú rồng này ra. Tại sao lại ra là chú rồng này? Ôi, hết môi trường rồi. Vậy luôn các bạn, hết môi trường luôn á. Lạ lùng luôn. Đây thì mình sẽ nhường chỗ nha. Ok. Đó, chúng ta sẽ chọn chú rồng này. Ui, có Helric. Helric mà đợt trước nè. Rồi có rồng ôi súp. Thì giá giờ tiếp tục ăn xong. Thì chúng ta sẽ ok các bạn. Giờ thì mình sẽ nâng cho chú rồng này lên. Nói chung là không phải lên để mà phân tách chú rồng này đâu. Chúng ta sẽ phân tách một chú rồng khác. Các bạn cũng đoán ra được rồi phải không? Thì chúng ta không phân tách chú rồng này, nhưng mà phân tách chú rồng đầu tiên của chú rồng này là chú rồng Lust God 2 sao. Các bạn nói chung là lý do tại sao thì các bạn cũng biết rồi đó. Chúng ta sẽ trend mạnh từ nick là nick chính của chúng ta sang cho nick Sherry. Nói chung là để chúng ta chắc chắn một cái điều là trong sự kiện Summon lần tới chúng ta chắc chắn sẽ có chú rồng Lust God 5 sao. Cho nên thì phải có sự đánh đổi đó các bạn. Chung là vừa là bình nè, vừa là off nè, vừa là thời gian ta chơi sự kiện, vừa là nắm bắt sự kiện, vừa là cách chơi chúng ta. Nói chung là nhiều cái. Đó. Thì đây là một cái sự mà tận dụng lợi thế đó các bạn. Ok, xin chào. Rồi,
bên đây thì cũng là lên level 30 rồi nha. Các bạn tính ra op á thì chúng ta sẽ không lỗ đâu. Level 30 là 100 op. Rồi nâng lên 2 sao là 320 op. Từ 1 sao lên 2 sao đấy, giống kiểu là 0 sao lên 1 sao là 120, 1 sao lên 2 sao là 200 là 320, cộng với lại 100 op ban đầu thì chúng ta không có lỗi các bạn. Mình thì đã thấy cái điều này từ trước rồi, cho nên là chúng ta cứ nâng lên level 30 có bao nhiêu sao đó thì chúng ta không lỗ đâu. Khi nào chúng ta nâng lên trên level 30 á thì chúng ta lỗ trái cây, lỗ cấp thôi chứ không có lỗ mảnh nha các bạn. Mảnh thì nó chỉ có giới hạn ở trong đó thôi, nó luân chuyển từ cái này sang cái khác. Record một ngày sau là chúng ta sẽ có 420 mảnh và chúng ta sẽ trend qua đây. Trend qua đây thì tất nhiên là bên đây chúng ta ít bình hơn, chúng ta sẽ xài kèo là một bình, có nghĩa là bên kia sẽ chịu hai bình thì khoảng tầm 420 mảnh. Mình nghĩ là chắc là không có, không biết là trend hết nổi không, nhưng mà cũng phải chừa các bạn. Bên kia sợ là không đủ bình, nhưng mà mình tham gia sự kiện thì chắc sẽ đủ đó. Là chúng ta tốn khoảng tầm bao nhiêu đây, ta cứ cho 10 bình là 60 đi nha, 10 bình bên đây là 60 đi, thì 420 chia 6 là ta cỡ là 70 bình đấy, 70 bình các bạn, 70 bình mà kiểu như bên kia sẽ là 140 bình, bên kia thì chịu không nổi rồi, bên kia bình hết trơn nữa các bạn, có đâu mà nhiều mà chịu cho nổi các bạn, cho nên chúng ta phải là phải tham gia cái sự kiện trong đây này, để mà còn lấy thêm bình nữa, rồi mai mốt mình còn phải trend cho battery mảnh Bitchison để mà battery lên 5 sao đấy các bạn. Nói chung thì có lẽ nick chính chúng ta sẽ hy sinh vì những nick khác, nói chung là chơi cống hiến quá nhiều các bạn. 15 21 tham gia mấy sự kiện này để mà lấy nhanh những cái mảnh theo trend trong cái thời gian đó để đủ kèo các bạn, đủ kèo. Nhưng mà trong đây sự kiện thì lấy được khoảng tầm là hai lần trung bình á, ít nhất thì sẽ tầm là hai lần thì nó sẽ rơi vào đâu đó là 40 bình nữa thì mới chỉ đủ để trend chúng ta thôi, chứ mà không có thấm thía gì với việc chúng ta trend 375 mảnh cho Blitzison, cho Battery thì chắc off trong sự kiện này hết sẽ đủ thôi, cái bình đó các bạn sẽ đủ thôi. Ok, nên mình phải cần cái này nhiều thì chúng ta có thể là 3 lần, mà ít thì chúng ta có thể là từ 1 đến 2 lần, mà 2 lần các bạn, trung bình là 2 lần. Đây, chúng ta cứ trông chờ đợi điều đó thôi. Bên đây mình cũng sẽ tham gia sự kiện này và lấy được thêm nhiều cái máy cassette nữa các bạn. Chú rồng này thì mình không lấy rồi, chú rồng này mình không có lấy rồi. Ok, và video chúng ta đến hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.